Rồi em chào tất cả anh em bà con cô bác ơi, em chào tất cả anh em trên mọi miền tổ quốc nha. Em với thằng Tài cháu này nó mới vừa dọn lên cái máy máy đầu tay con á. Cái máy đầu tay của nó là con Robin nha anh em. Cái này nồng bự lắm mà em không biết, không nhớ nhiêu ly. Cái này em thấy nó để là EC03. Này 03 nha anh em. Cái này là máy, máy này máy bơm, máy bơm người ta ngoài bỏ vô đầu găng này hút mất tiêu rồi nghe nè, đầu ga còn nè, còn đầu hút này em thấy nó bự quá, đầu hút này chắc 49 quá. Đầu găng này nữa thì em tặng cho anh em ha, đầu găng này nè, hút 34, hút 49, xả 34, cái này bơm mạnh lắm nè, nhưng mà sau này em nhìn thấy là cái bơm này giống bơm mũ quá. Thì nãy cháu em Tài bé này nè, nó mới vừa dọn lên xong. Cái này là cái bình xăng này thay mới rồi nghe anh em. Cái dây này mấy bé nó gị nó hơi nứt cái dấu này ha. Cái này thì nữa em thay dây khác. Còn tình trạng máy là em này em bao zin ở trong. Mấy em bao zin ngoại hình hơi xấu tí ha. Cái này nó hơi lú keo nè. Nhưng mà cái này không phải là ở đây em làm nha. Cái này em lấy về là nó đã có sẵn rồi. Mấy đứa cháu chỉ dọn xúc rửa bình xăng làm cho nổ thôi. Còn mấy cái phần còn lại là em không có gỡ giới chế công tắc nè. Phải khen con giới công tắc xấu quá. Công tắc nó quẹo đây em bên. Cái này rồi để anh nói lại là hút 49. Ra là 34 nha anh em. Cái này anh em về tát nước giếng không thôi là tát cái tứ cây tứ gãy làm vườn, mới có mấy miếng vườn nhỏ nhỏ thì anh em lại mua cái này là nó tiện dữ lắm luôn nè. Mà này nó mất cái cây sách rồi. Đáng lý bình thường nó có cái cây vậy bẻ qua chỗ này mình làm cái tay để mình xách nè, mà cái máy này nó mất cái tay xách rồi. Nhờ con test hàng cho bà con mình coi đây, này tay lên ra mới chế đó gì Tài. Dạ. Đó, sản phẩm đầu tay con nhỏ đó nha anh em. Thử đó. Rồi giật lại cái bắt lên ngọt nó lụm luôn rồi. Tài nó dọn cái máy này giống xì bo quá anh em ơi. Này anh em nào mà có đang có nhu cầu gì sử dụng mình mua về tưới mai tưới kiển thôi, mình có cái miếng vườn nhỏ nhỏ ha. Đặc biệt là mấy cái anh chị mà làm bên công trình đó, hút nước giếng rồi đó, mình thấy cái này xuống dưới nè, mình giật máy mình chạy kéo lên cho hết nước, mình đổ đầu cột là mấy này nó tiện vô cùng luôn. Cái này thì thiếu cái đầu găng này ha. Đầu găng này thì nữa em tặng cho anh em. Còn máy thì ngoại hình nó vậy đó, nó xấu xấu giống hịch giống như em, nhưng mà nó thua thằng này, này đẹp trai quá anh em ơi. Nhờ nó test lại con, test lại cái nữa Tài. Ừ, sản phẩm đầu tay mình phải chơi cho hết hết mình con. Ừ đó, quá dữ. Rồi cảm ơn con nhiều nghe anh trai. Con lên kiếm dọn rửa cái gì nó đi, nếu mà làm được gì là quá đạt luôn rồi nè. Mới vô mà biết dọn gì là ok nè. Rồi em chào tất cả anh em ha. Anh em nào có chốt thì số điện thoại em để trên màn hình. Cái này em báo giá anh em luôn, cái này em tính anh em là 950 nha. Còn đầu găng này em tặng nè, 950 cái máy này nha anh em. Đáng lý bình thường, nếu mà cái em nhớ cái 03 này mắc lắm nè. Cái nọng nó bự chà bá luôn, mà cái này cái áo nó hơi xấu. Bởi em bán anh em giá này ha, 950 nha anh em. Còn tiền ship máy này thì 100.000, 100.000 em ship trên mọi miền tổ quốc ha. Còn anh em nào muốn cập nhật thêm thông tin thì vui lòng vào kênh Tiệm Sắt Đức Thắng đăng ký giùm em ha, để mỗi lần em có đăng cái sản phẩm nào anh em sẽ được cái thông báo sớm nhất. Rồi tạm biệt anh em, cảm ơn chay.